Phủ tay quá khỏe. Đầu kiếm nhẹ thôi, có gì đâu. Miễn với lên được. Phản cầu rất dị. Ôi, hai nhịp kìa. Củ tay khỏe thế. Phản cầu rất căng. Ok, chúng ta cùng đến với sân nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh để xem trận đấu tập luyện của các vận động viên trong câu lạc bộ cầu lông anh em Bắc Ninh. Phía gần màn hình cặp đôi Thiều và Hưng đối đầu cặp đôi Hưng và Minh. Thiều và Đức đối đầu cặp đôi Hưng và Minh. Tên tuổi của cầu lông phong trào miền Bắc đây các bạn. Còn lạ gì cặp đôi Hưng Đức, còn lạ gì cặp đôi Tuấn Anh Thiều không? Điểm 3-2. Các vận động viên đánh check 31. Chặn cầu lỗi từ Xuân Hưng. Phủ tay quá khỏe. Đầu kiếm nhẹ thôi, có gì đâu. Miễn với lên được. Phản cầu rất dị. Ôi, hai nhịp kìa. Củ tay khỏe thế. Rất căng. Chú ơi, chú ơi. Cháu nhờ góc mày đi. Cầu tao đã 16. Được quá chất lượng. Dừng cổ tay quá hay được vận động viên Hải. Đức Hải. Hưng Hải. Xử lý quá xuất sắc. Cổ tay quá khỏe. Vẫn trong sân. Điểm bao nhiêu lại quên. Hình như mấy ạ? 74. 74, 7 hay 8, 74. Quá chất lượng, cầu leo lưới rất hay. Đức giao cầu. Vội rồi. 6-0. Vận động viên Xuân Hưng đánh nhiều quả rất dị nhé. Toàn đánh kiểu hai nhịp. Ép rất hay. Không qua lưới. 37. Chết. Cầu rất căng từ Đức Con. Hai nhịp. Những pha thủ cầu phản cực kỳ hay và chìm. Vận động viên củ tay quá khỏe, kỹ thuật rất tốt, mắc lưới rồi, khoảng cách rất xa. Bao nhiêu rồi? 9 á? 96 à? Ngoài sân. Bắt lưới ngang rất nhanh từ Xuân Hưng. Lại tiếp tục một tình huống bắt bài. Anh em cái này chỉ quay vui thôi. Bây giờ Hùng cũng mệt lắm rồi, quay cả ngày rồi. Không còn thằng xem điểm cho. Cầu trong sân.
vẫn lên được. Đập ngoài sân, một pha đập cầu giãn biên rất chủ động của Văn Thiều. Vẫn thủ được, vẫn thủ được ngoài sân rồi. Cao. Cầu thiếu lực. Rất bình tĩnh. Khoảng cách chỉ còn 4 điểm thôi. Vẫn lên được. Cầu trong sân. Dọn sườn rất tốt. Quá cao, chặn cầu cái rồi qua luôn. Phát này thì ngoài thật rồi. Nhìn các vận động viên đánh nhàn như đi chơi vậy. Mình đã đẳng cấp 27 rồi. Cảm giác tốt nhở. Ngoài sân. Ngoài sân. 28. Đức giao cầu. Đập cầu quá xiết. 27, 28 rồi. Sao lại 1-4? Đánh trước 2 à? Sáu một, thấy bảo thế. Phản cầu rất nhanh từ Văn Thiều. Hello anh em, chúng ta đến với trận cầu kèo nội bộ giữa anh em cầu lông tỉnh Bắc Ninh. Thanh à? Ok, phía gần màn hình cặp đôi Hưng Thanh và đối thủ là Thiều Hải. Đây, chim áo đỏ đánh kinh lắm à? Đập cầu ngoài sân. Đập cầu rất căng từ Thiều. Làm xét đấu độ. Vì sao màn hình Thiều Hải. Gần màn hình là Hưng và Thanh. Cầu trong sân. Các em họ đánh sướng quá anh em ạ. Thủ tay quá khỏe. Vẫn lên, vẫn không lên rồi. 28 à. Đập cầu rất căng. Cầu không qua lưới. 9-12. Cầu hơi bì thật, nhìn là biết.
non rồi. Đập vào như kiểu máy bắn cầu ấy. Cứ đập vào nó bắn ra. Đập cầu tốt. Các nhóm tuổi tỉnh Bắc Ninh 2019. Và đây là trận đấu độ ngoài thôi. Ép cầu rất gắt. 13-10. Phải nói là cầu lông Bắc Ninh quá mạnh. Ừ. Hưng với cả Đức đánh với nhau à? Đuối hơn. Về cầu rất nhẹ nhàng. Không, ừ. Vẫn thủ được, khá hay. Hay là quá đẳng cấp nhỉ. Hay là bao nhiêu rồi Hưng ơi? 12-16. 13-16. Xong rồi. Ừ. Cầu móp rồi, đội này đập kinh quá. Rất tự tin lên lưới chặn cầu. Nguyên Thiều đập cầu rất căng từ Xuân Hưng. Thiều Bắc Ninh, Hưng Đức Bắc Ninh. Họ tất cả những vận động viên hàng đầu tỉnh Bắc Ninh, họ đều cả những tay vợt trong câu bộ anh em Bắc Ninh đều rất mạnh. Rồi, không còn nữa rồi. Cao rồi. Vẫn trong sân. Giờ 5:30. Lái cổ tay rất hay từ Văn Thiều. Cầu ngoài sân. Non rồi. Gõ mổ rất tốt. Hừng tay quá dài. Một pha cầu đầy cảm giác của vận động viên Thiều.